Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Bản tin chiều ngày 25 tháng 11 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng bỏng nhất về các sự kiện đã xảy ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Đầu tiên là một chút tin tức mà tôi nghĩ rằng sẽ không hề vui cho các công dân của Ukraine khi mà tổng thống online của bọn họ đang bị dồn vào đường cùng. Nên ông ấy nhất quyết chơi khô máu. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn trước truyền thông khi tiếp tổng thống của Latvia, tổng thống Zelensky đã nói rằng Ukraine giờ đây cần 3 chiến thắng quan trọng. Đầu tiên là một chiến thắng ở Quốc hội Mỹ. Đó là một thách thức không hề dễ dàng, nhưng Ukraine đang làm mọi thứ. Được biết rằng Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt gói hỗ trợ trị giá hơn 61 tỷ đô la cho chế độ kép vào nhiều tháng trước, nhưng cho tới nay, nguồn tài trợ này vẫn chưa được hạ viện thông qua. Chiến thắng thứ hai mà Tổng thống Zelensky muốn đó là hy vọng EU sẽ sớm thông qua gói tài trợ mới trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine. Chiến thắng cuối cùng mà chế độ Kiev mong muốn đó là Liên minh Châu sẽ cung cấp cho Ukraine tư cách thành viên vào Liên minh trong tương lai. Điều mà giới tinh hòa, tôi nhầm, giới tinh tướng của Liên minh Châu sẽ quyết định các vấn đề này và hội nghị thượng đỉnh của họ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 sắp tới. Đây không được coi là tin buồn cho những công dân Ukraine thì tôi chẳng nghĩ nó có thể là tin vui. Điều này báo hiệu rằng Zelensky vẫn muốn tiếp tục chiến tranh tiếp. Cũng phải thôi, nếu bây giờ dừng chiến tranh thì Ukraine sẽ phải bầu cử Mà đã phải bầu cử thì chắc chắn Zelensky sẽ không tại vị nữa Chưa kể tới, một người mới lên có thể sẽ đưa tổng hề online ra tòa án bình Như một cách để xoa dịu dư luận, tìm người chịu trách nhiệm Cho những thiệt hại không chỉ về tài sản mà còn là con người trong cuộc chiến suốt 2 năm vừa qua Được biết rằng trước cuộc gặp gỡ với Tổng thống Latvia Zelensky cũng đã cho sa thải bốn phó tư lệnh của mình Mà không đưa ra bất kỳ một lý do nào để giải thích cho chuyện đó theo tôi đây là vấn đề đấu đá nội bộ zelensky muốn loại trừ hết những chân rết trong quân đội những người ủng hộ zalusny ông ấy muốn hạn chế tối đa sự rủi ro cho mình ngăn chặn nguy cơ có những cuộc đảo chính trong tương lai tôi dừng lại ở đó trong bài phát biểu thường ngày của mình tổng hề zelensky cũng đã thông báo cho toàn thể các công dân ukraine rằng chế độ kiev đang chuẩn bị thực hiện một lệnh huy động mới điều mà sẽ được công bố trong vài ngày tới khi mà những chỉnh sửa mới cho đợt huy động này đã hoàn thiện xong nguyên văn phát biểu của tổng thống zelensky có đoạn về vấn đề huy động các bạn cần phải biết nó rất phức tạp và chúng tôi đang tạo ra một cơ chế để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hôm nay tôi đã nhận được một báo cáo toàn diện về những vấn đề thách thức đang xảy ra với chúng ta vì vậy chúng ta cần phải tìm ra cách giải quyết các vấn đề phải làm gì về nó thay đổi luật pháp như thế nào ai sẽ là những người thực hiện chúng một kế hoạch toàn diện về vấn đề này sẽ có vào tuần tới được biết rằng chính Roman Kostenko, thư ký Ủy ban Quốc hội về Quốc phòng và An ninh Quốc gia và vài ngày trước đã thừa nhận trước truyền thông rằng Tôi sẽ nói thật, tất cả chúng ta đều biết rằng hiện tại Ukraine đang gặp vấn đề khó khăn trong việc huy động Có thể nói rằng chúng ta đã thất bại trong việc huy động thêm quân Từ báo cáo này, không khó để chúng ta có thể nhận ra là Tổng thống online đang muốn làm gì Tất nhiên là ông ấy muốn huy động Nhưng để có thể huy động được trong tình trạng không còn đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ Thì ông ấy phải sửa luật Tôi khá chắc chắn rằng Zelensky và bộ máy của ông ấy sẽ tăng số tuổi nhập ngũ, có thể là lên tới 70, và bao gồm cả việc sẽ huy động thêm phụ nữ. Không loại trừ khả năng Zelensky sẽ ban thêm một lệnh cho phép tuyển những người Ukraine tị nạn ở các quốc gia châu bắt buộc phải về nước để mà chiến đấu. Tất nhiên, điều này cần phải có thêm sự đồng thuận của EU. Tuy nhiên, Zelensky có thể ban thêm một sắc lệnh đi kèm rằng tất cả những người trong độ tuổi nhập ngũ tị nạn ở châu Âu nếu không về nước sẽ vi phạm pháp luật Ukraine là trốn quân tịch và lúc này họ có thể gửi công văn tới châu Âu để yêu cầu trục xuất những thanh niên Ukraine phạm pháp. Dù bất kể khía cạnh nó có theo hướng phát triển nào, thì với việc công khai tuyên bố sẽ huy động thêm quân, nó cũng đồng nghĩa với việc chế độ kép đã thất bại hoàn toàn trong cuộc phản công và họ cũng đã thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến để chống Nga dưới sự trợ giúp của hơn 50 nước. Tôi thấy rất nhiều người nói rằng Nga đang thua, Nga đang tổn thất rất nhiều trên chiến trường thực địa. Vậy chúng ta hãy làm một phân tích trung lập nhất có thể. Nếu thật sự những người Nga tổn thất, tôi cứ cho rằng ngang với cả Ukraine tổn thất đi, thì ít nhất vào lúc này, Nga cũng sẽ phải huy động quân đội trong dần tới 7-8 lần. Nhưng nên nhớ rằng, từ trước tới nay, Hai năm chiến sự trôi qua, Nga chỉ duy nhất một lần huy động quân trong dân, và nó thậm chí còn là câu chuyện của năm ngoái. Vậy nên, nếu những người Nga tổn thất vô cùng thảm trọng, thì họ lấy người đâu để đang tiếp tục chiến đấu tại Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine, truyền thông của họ nói rằng những người Nga thậm chí tổn thất còn gấp 2, gấp 3 lần họ. Nhưng, các bạn thấy đó, chế độ Kiev trong vòng hơn 2 năm qua đã huy động không biết tới bao nhiêu lần, mà tôi thậm chí còn chẳng đếm được để đến bây giờ không còn đàn ông nữa thì lại chuẩn bị sửa luật để yêu cầu thêm phụ nữ, người nước ngoài và người già tham gia chống Nga. Đây chính là một sự suy luận chính xác nhất mà chúng ta không cần phải nhìn báo cáo của Nga hay Ukraine. Những báo cáo có thể đã được chỉnh sửa để mang lại lợi thế về cho quân mình. Logic ở đây đơn giản chỉ là có tổn thất nhiều, có chết nhiều binh sĩ thì mới phải huy động thêm. Các bạn cứ thử đặt cho mình một câu hỏi mà xem những binh sĩ Ukraine bị huy động cỡ nghẹp Không được đào tạo theo tiêu chuẩn quân nhân chuyên nghiệp Thiếu cả các khí tài chiến đấu Thì tự hỏi làm sao họ có thể không tổn thất to lớn được đây Theo một báo cáo từ chính cơ quan truyền thông tới từ Kiev Cho biết gần 180.000 vũ khí được phương Tây viện trợ Đã bị đánh cắp hoặc thất lạc ở Ukraine kể từ đầu cuộc chiến tới này Những thứ bị mất trộm nhiều nhất là súng máy, súng cabin và súng ngắn Báo cáo chỉ ra rằng Kể từ tháng 2 năm 2022, 80% số vũ khí cung cấp cho Ukraine đã bị thất lạc, số còn lại là bị đánh cắp. Nói cho thanh tao thì đây là thất lạc, còn nói cho đúng là chế độ Kiev đang tham nhũng tràn làn. Việc sử dụng thuật ngữ thất lạc là một cách dễ nhất để những quan chức Kiev có thể tuồn vũ khí để bán ra thị trường chợ đen. Thất lạc, chúng ta có thể hiểu rằng những vũ khí này được các binh sĩ Ukraine mang ra chiến trường chống Nga và sau đó tử trận, thế nên số vũ khí này không có khả năng tìm thấy được nữa vậy nên cứ gán số vũ khí bán ra thị trường thợ đen vào nhóm thất lạc quá đơn giản phải không nào còn số lượng vũ khí bị đánh cắp nó cũng là một dạng tham nhũng nhưng là dạng tham nhũng của cấp dưới nó giống như kiểu việt nam có thuật ngữ là rút ruột công trình vậy những cấp dưới chịu trách nhiệm chuyển giao lô vũ khí này sẽ rút ruột từ trên cao xuống thấp dần dần tới các binh sĩ thì chẳng còn bao nhiêu để mà chống nga Hãy nhìn trên bản đồ số lượng vũ khí bị đánh cắp và thất lạc do phía Ukraine cung cấp. Các bạn nhìn xem, không có một nơi nào là không có tệ nạn tham nhũng xảy ra trên cái quốc gia này. Số lượng vũ khí bị đánh cắp nhiều nhất lại ở chính những khu vực không có chiến tranh Và tất nhiên, số lượng vũ khí bị mất nhiều nhất sẽ là ở những vùng chiến sự Đơn cử như khu vực Zaporozhia, Luhansk và Donetsk theo đánh giá của cựu cố vấn cao cấp của Tổng thống Zelensky là Aretovych, người đàn ông này dạo thời gian gần đây và Tổng thống Zelensky cứ gọi là bồm bốp. Ông ấy đã nói trước truyền thông rằng, sự thành công của lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường là một điều hầu như không thể. Lý giải cho câu nói của mình, Arestovic dựa trên một thực tế là phương Tây không cung cấp các vũ khí với số lượng cần thiết để cho Kiev có thể chiến thắng và binh lính Ukraine sẽ cần phải mất từ 6 tới 9 tháng để học cách sử dụng. Ngay cả khi những điều này được đáp ứng thì việc tuyển dụng các chiến binh mới có động lực, có kinh nghiệm để huy động và huấn luyện họ cũng đang trở thành một vấn đề nan giải với cả Ukraine. Trong thời gian mà chúng ta chờ đợi thì người Nga đã xây dựng thêm nhiều tuyến phòng thủ kiên cố mới. Vì vậy, ngay cả khi có tiêm kích F-16, ngay cả khi có hệ thống tên lửa ATACMS có tầm bắn trên 300 km thì nó cũng chẳng thể giúp Ukraine vượt qua được tất cả các giới hạn của Nga. Đồng thời, Aretovic cũng chỉ ra một bí mật quan trọng là phương Tây dường như cố tình không cung cấp đầy đủ vũ khí đúng số lượng cho Kiev. Đơn giản là Liên minh Châu không thể sản xuất chúng với số lượng lớn như vậy. Trong khi Hoa Kỳ thì lại không muốn Kiev giành chiến thắng hoàn toàn trước Nga trên chiến trường nhằm ngăn chặn Moscow ngày càng gần gũi hơn với cả Trung Quốc. Việc đánh bại Nga trên chiến trường được coi là một phương án nguy hiểm dưới thời của chính quyền Biden. Họ không muốn chúng tôi làm điều này. Đúng vậy, suy luận của anh chàng này rất thực tế Nếu những người Mỹ muốn Ukraine giành chiến thắng Thì họ đã cung cấp các vũ khí hiện đại hơn Điều mà họ đang làm với cả Israel Chứ không phải với Kiev Mỹ muốn cuộc chiến này càng kéo dài càng tốt Một mặt có thể làm suy yếu dần dần Những người Nga Mặt khác cũng có thể tiếp tục làm giàu Từ liên minh châu bằng cách dùng Nga làm ngáo hộp Điều quan trọng nhất là Mỹ không muốn châu tiếp tục quan hệ với Nga Nếu Nga và châu liên kết Thì Mỹ còn giá trị gì nữa Điều này đã được chính David Arakhamia, một trong những nghị sĩ hàng đầu của Ukraine, người có mặt trong cuộc đàm phán hòa bình với cả những người Nga vào tháng 3 năm ngoái khi mặt đoàn quân của Moscow đã bao vây thủ đô Kiev. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình 1+,1 của Ukraine, David Arakhamia thừa nhận rằng mục tiêu hàng đầu của Nga trong cuộc đàm phán đó là gây áp lực lên chúng tôi để chúng tôi giữ vững thái độ trung lập. Đây là điều quan trọng nhất đối với họ và Ukraine sẽ phải cam kết không gia nhập NATO. Đây chính là văn bản chính thức. Tuy nhiên, vào lúc đó, Kiev thực sự không tin tưởng Moscow sẽ giữ lời và không muốn đạt được một thỏa thuận như vậy mà không có đảm bảo an ninh của bên thứ ba. Khi chúng tôi trở về sau cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, Boris Johnson, Thủ tướng Anh lúc bây giờ đã tới Kiev và nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không được phép ký bất cứ điều khoản gì với cả người Nga mà hãy tiếp tục chiến đấu. Vâng, như vậy đã 2 năm rõ 10, chính người Ukraine có mặt trong cuộc đàm phán đó đã xác nhận rằng Mỹ và Anh không muốn hòa bình họ muốn chiến tranh. Họ đã bắt Kiev không được ký vào thỏa thuận. Như vậy, Tổng thống Putin đã nói hoàn toàn đúng trong cuộc hội thảo với cả phái đoàn châu Phi. Nga đã tỏ rõ thiện trí đàm phán. Nga không yêu cầu Ukraine cái gì cao sang, chỉ cần họ xác nhận trung lập và không gia nhập NATO. Điều này theo tôi nghĩ là một yêu cầu rất hợp lý. Nếu tại thời điểm đó chế độ Kiev ký vào văn bản này, thì bây giờ họ đã trở thành một quốc gia độc lập, có thể gia nhập Liên minh châu, thậm chí chẳng hề mất bất cứ một phần lãnh thổ nào. Nhưng không, phương Tây đã chơi một trò chơi vô cùng khốn nạn với cả những người Nga. Để tỏ rõ thiện trí của mình trong cuộc đàm phán, quân đội Nga đã cho rút quân khỏi các khu vực lân cận Kiev như một cử chỉ của sự thiện trí. Nhưng sau khi Boris Johnson tới Kiev và yêu cầu không ký vào các văn bản hòa đàm với cả Nga, Ukraine ngay lập tức đã tổ chức phản công đánh vào những nơi mà quân đội Nga đang rút lùi. Lúc này, phía Nga bị rơi vào một trạng thái bị động họ bắt buộc phải bỏ lại khá nhiều khí tài của mình để rút quân đội một cách nhanh chóng hơn tái tổ hợp chiến đấu. Và sau đó, như các bạn đã biết, một phương Tây tập thể và chế độ Kiev đã vô cùng mặt dày, tuyên bố một chiến thắng thế kỷ khi mà đã đẩy quân xâm lược Nga ra khỏi thủ đô Kiev. Đây chính là quy luật nhân quả. Họ gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Sau đó, câu chuyện đã trở thành lịch sử. Bốn tỉnh, Kherson, Luhansk, Donetsk và Zaporozhye chính thức sát nhập vào Nga. Từ tất cả những dữ liệu trên, các bạn bây giờ còn ai nói rằng những người Nga là những kẻ gieo rắc chiến tranh, những người Nga không muốn đàm phán hay không? Để đến như tình trạng hiện nay, đó chính là do bộ máy của chế độ Kiev, những người đã quyết định theo phương Tây để chiến đấu chống Nga, chứ không ký vào văn bản hòa bình với những người Nga để tiếp tục làm ăn phát triển kinh tế. Cũng theo một báo cáo của tờ Bin, truyền thông Đức, có vẻ như là Mỹ và Đức đang thực hiện một kế hoạch bí mật với cả Ukraine. Đây có đúng là mùi của sự phản bội hay không? theo tác giả của bài báo thì mỹ và đức dường như có ý định ép zelensky quay trở lại vòng đàm phán với cả những người nga theo tờ báo một số quan chức phương tây đã nói với zelensky rằng ông ấy cần phải hiểu chuyện này sẽ không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa ông ấy cần phải làm mọi cách để giải thích cho người dân của mình rằng việc đàm phán bây giờ là cần thiết nhất theo tờ báo, ý nghĩa thực sự của kế hoạch bí mật trước khi đàm phán này là Đức và Hoa Kỳ vẫn sẽ cung cấp cho Kiev những vũ khí mà trước đây họ vẫn cung cấp với số lượng chính xác để Ukraine có thể trụ vững trên mặt trận hiện tại. Nhưng Kiev sẽ không thể có được những thứ vũ khí tối tần gây nguy hại cho lãnh thổ của Liên bang Nga. Vâng, từ những gì mà cựu cố vấn Aretovic nói với chúng ta đầu video và bây giờ là tờ pin của Đức, rõ ràng đó là mùi vị của sự phản bội, mùi vị của việc Ukraine đang bị phương Tây bán, mùi vị của sự sai lầm khi không ký vào thỏa thuận hòa bình với những người Nga vào tháng 3 năm ngoái. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.